hai vật này lại hả? Cầm hai vật này hẹn thôi. À. Cầm mấy vật. Rồi coi leo lên. Hello nha. Thì giờ mình đã tới cái điểm đầu tiên rồi nha mày. Thì đây là cái lớp học tình thương nha mày. Đây là điểm đầu tiên mình sẽ tới và cho bánh trung thu nha mày. Mình sẽ cho bánh trung thu và sữa. Rồi, let's go. Cầm em xem. Cầm cái bịch bánh kia thôi con. Khoan sữa từ từ đi. Sữa chưa? Lên trên lầu. Sữa. Rồi. Để chú Cang kêu cầm cái gì cầm. Thì con lên đi con. Giờ mình sẽ đi. Gửi cho chị nè, cho anh nè nha.
Vậy rồi, tạm biệt các bạn nha mọi người, giờ mình đi về đây.